6 thói quen đơn giản giúp bạn giàu có và thành công. Lời khuyên từ Bill Gates. Xin chào các bạn, đây là kênh Chắc Chắn Thành Công, nơi mở ra cánh cửa bí mật của sự giàu có và thành công. Bạn thân mến, có thể một số người không biết đến Elon Musk, nhưng chắc chắn không ai không biết đến Bill Gates, người đàn ông duy nhất đứng đầu danh sách người giàu nhất thế giới trong 13 năm liền. Liệu ông ấy giàu cỡ nào? Bill Gates kiếm được khoảng 32 triệu đô la Mỹ mỗi ngày, trung bình mỗi giây kiếm được khoảng 380 đô la. Hãy tưởng tượng, khi bạn nhìn thấy 100 đô la trên đường và mất khoảng 2 giây để nhặt nó lên, trong 2 giây đó, ông đã kiếm được 620 đô la. Nếu Bill Gates chi tiêu 1 triệu đô la mỗi ngày, ông sẽ mất gần 300 năm để tiêu hết tài sản của mình. Nếu ông cho mỗi người đang sống trên thế giới này 10 đô la, tài sản còn lại của ông vẫn nhiều hơn người giàu nhất Trung Quốc hiện nay. Mặc dù Bill Gates đã quyên góp khoảng 27% tài sản dòng của mình cho các tổ chức từ thiện, ông vẫn là một trong 5 người giàu nhất thế giới. Bây giờ dù đã 68 tuổi, ông vẫn tiếp tục học hỏi mỗi ngày. Tuy nhiên, ông nhận thấy rằng sự phát triển của Internet di động đã khiến giới trẻ mải mê với trò chơi và video ngắn. Vì vậy, Bill Gates dùng kinh nghiệm của mình để đưa ra lời khuyên và hướng đi có ích cho đời sống của giới trẻ. Dưới đây là 6 thói quen vô cùng đơn giản giúp bạn thành công và giàu có. Và trước khi đi vào nội dung thì các bạn hãy bấm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thói quen số 1: tận dụng tốt 24 giờ trong một ngày. Bill Gates lên kế hoạch cho mọi hoạt động theo từng phút, tối đa hóa từng giây phút, dù là trong ngày làm việc không ngừng nghỉ tại Microsoft hay cuộc sống nửa hưu trí hiện tại, ông luôn biết cách tận dụng hiệu quả thời gian theo những gì phóng viên kỳ cựu của The Daily Telegraph Mary đã quan sát và mô tả. Lịch trình của ông được lập trình tỉ mỉ như lịch trình của Tổng thống Mỹ. Mary, một phóng viên đã có cơ hội quan sát Bill Gates từ gần, mô tả lịch trình của ông được lập kế hoạch tỉ mỉ như của Tổng thống Mỹ. Các mốc thời gian trong lịch trình của ông được chia cắt rất chi tiết. Các chuyến đi kéo dài nhiều ngày được sắp xếp theo từng khung thời gian 5 phút. Ngay cả những cuộc họp ngắn hạn hay những cái bắt tay cũng được tính toán theo giây. Vào tháng 2 năm ngoái, một phóng viên của Business Insider, Jack Bell, đã có cuộc phỏng vấn kéo dài 20 phút với Bill Gates về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu và các vấn đề về sức khỏe. Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, người quản lý của Bill Gates đã đứng dậy và kết thúc cuộc phỏng vấn đúng 20 phút, khiến Jack Bell nhận ra rằng bài học lớn nhất anh học được từ cuộc gặp là cách Bill Gates quản lý và kiểm soát thời gian của mình. Bill Gates, người ghét lãng phí thời gian, chia nhỏ lịch trình của mình thành từng phân đoạn nhỏ và luôn mang theo một cuốn sách để tận dụng tối đa mọi khoảnh khắc rảnh rỗi cho việc đọc sách. Mặc dù mỗi người đều có 24 giờ một ngày như nhau, Bill Gates đã tối đa hóa từng phút, từng giây để hoàn thành nhiều việc hơn người thường. Thói quen số 2: sự cô đơn tích cực, tuần lễ suy ngẫm. Ngoài việc sắp xếp lịch trình chi tiết từng đơn vị thời gian nhỏ, Bill Gates còn biết cách nhìn nhận kế hoạch từ góc độ dài hạn. Từ năm 1980, Bill Gates bận rộn đã dành ra một tuần sau mỗi 6 tháng để tạm dừng mọi công việc, gọi đây là tuần lễ suy ngẫm. Trong tuần này, ông cắt đứt liên lạc với bên ngoài, một mình trong biệt thự của mình để đọc các báo cáo và sách mà bình thường không có thời gian đọc kỹ, suy ngẫm về hướng đi tương lai của công ty và những phát triển mới của công nghệ thế giới. Trong những khoảng thời gian độc lập, trí tuệ này, nhiều chiến lược và ý tưởng mang lại tính cách mạng đã được nảy sinh ra vào năm 1995, khi Microsoft nhận thấy sự bùng nổ của Internet có thể là mối đe dọa, quyết định chuyển hướng chiến lược từ máy tính để bàn sang mạng Internet. Chính là một ý tưởng phát sinh trong một kỳ, nếu như Bill Gates tìm thời gian để suy ngẫm
Về kế hoạch cá nhân và công ty thì những người bận rộn hàng ngày với công việc cũng có thể áp dụng phương pháp tương tự để điều chỉnh nhịp sống của mình, có thể dành ra một ngày sau một khoảng thời gian nhất định hoặc tận dụng kỳ nghỉ dài để rời khỏi môi trường làm việc, cho bản thân không gian và thời gian riêng để suy ngẫm về những thử thách và khó khăn đã gặp phải. Tuy nhiên, nhiều người lại dành phần lớn kỳ nghỉ của mình để giải trí và thư giãn như xem phim liên tục hay thức đêm đi chơi. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, việc lắng dịu tâm hồn và xác định bước tiếp theo là thực sự quan trọng để có thể đầy năng lượng đối mặt với giai đoạn tiếp theo. Thói quen số 3, phải có niềm tin vững chắc trong việc đọc sách. Bill Gates tự nhận mình là một người học tập suốt đời, thường xuyên đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm và quan điểm của ông thường được hình thành từ những cuốn sách đó. Mặc dù đôi khi cũng bị phá vỡ bởi một số sự kiện. Vì vậy, ông luôn cần phải xem xét lại quan điểm của mình. Ông đã chia sẻ điều này với sinh viên Đại học Columbia, khuyến khích họ tự mình thử nghiệm, dự đoán điều gì sẽ xảy ra và nếu thực tế không như dự kiến, họ nên tự hỏi liệu có điều gì sai lệch trong cách nhìn nhận thế giới của mình không? Phần lớn mọi người đều có vấn đề này. Làm thế nào Bill Gates có thể đọc nhiều sách như vậy trong một năm và ông đọc sách như thế nào? Dưới đây là một số mẹo mà Bill Gates đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Lưu ý 1. Ghi chú vào khoảng trống trên trang sách. Bill Gates cho rằng, để học hỏi triệt để tử sách, bạn phải ghi chú vào khoảng trống. Đây là điều mà hầu hết mọi người không bao giờ làm khi đọc sách. Đối với hầu hết mọi người, họ chỉ chọn một cuốn sách, ngồi thoải mái và bắt đầu đọc. Ngay cả khi họ có một ý tưởng hay, trong lúc đọc, họ vẫn tiếp tục đọc, chứ không ghi lại. Sau đó, họ có thể quên mất những ý tưởng đó. Bill Gates nói rằng, đừng bao giờ để điều này xảy ra với bạn. Đôi khi ông sẽ dừng lại và ghi lại những ý tưởng mà ông thấy thú vị. Khi bạn ghi lại điều gì đó, bạn sẽ củng cố ý tưởng đó trong tâm trí mình, giúp bạn nhớ lâu hơn. Quan trọng hơn, bạn có thể thực sự tập trung vào việc học những kiến thức trong sách để áp dụng cho bản thân, chứ không chỉ đọc cho có. Lưu ý 2. Nếu không thể đọc hết một cuốn sách thì đừng bắt đầu. Đây là một nguyên tắc quan trọng khác trong cách đọc sách của Bill Gates. Ông chọn không đọc những cuốn sách mà ông không thể hoàn thành. Ông từng xem một bộ phim và cảm thấy rất thú vị. Ông ấy lục tìm cuốn sách gốc, hy vọng có thể hiểu rõ hơn. Nhưng khi mở ra, ông chợt nhận ra đây là một cuốn sách dày và phức tạp, dường như vượt quá sức tưởng tượng của mình. Trong tâm trạng vừa mơ hồ, vừa bối rối, ông vẫn quyết định từ bỏ, mặc cho nó có thể chứa đựng biết bao điều kỳ diệu. Ông nói với chính mình rằng, không thể để cuốn sách này phá hỏng nguyên tắc sống của mình. Nguyên tắc ấy có thể rất khó nắm bắt, nhưng khi bạn đã mở đầu một cuốn sách và không đọc hết nó, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều điểm quan trọng, thậm chí hiểu sai một số quan điểm. Thêm vào đó, việc đọc sách là một thói quen. Nếu bạn không hoàn thành cuốn này mà lại chuyển sang cuốn khác, thói quen ấy sẽ dần trở thành một phần tính cách của bạn, hiện lên trong cuộc sống hàng ngày, khiến bạn dễ dàng bỏ dở mọi việc. Có thể nói, những người thành công đều có sự kiên định riêng. Một việc không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tốt, không bao giờ được bỏ dở giữa chừng hay làm qua loa. Đọc sách cũng vậy. Lưu ý 3. Đọc ít nhất 1 giờ mỗi ngày. Dành ra ít nhất 1 giờ mỗi ngày để đọc, không gián đoạn, không để ý nghĩ lơ là hay bị phân tâm làm việc khác, chỉ tập trung đọc, ghi chú và suy ngẫm về những gì đã đọc. Bill Gates từng nói, đọc sách không chỉ là tiếp thu từng câu chữ, mà là khi bạn dành thời gian suy ngẫm và kết nối những gì đọc được với cuộc sống, giá trị sách của bạn càng gia tăng. Chính vì lẽ đó, việc kiên trì đọc sách 1 giờ mỗi ngày đã giúp Bill Gates có thể hoàn thành hơn 50 cuốn sách trong một năm và đạt được những bước tiến đáng kể. Thói quen số 4. Bạn có muốn bỏ học không? Đừng bao giờ học theo tôi. Bill Gates đã nhận ra tầm quan trọng của việc học tập trong trường học
sau khi trưởng thành. Vì vậy ông khuyên các sinh viên đại học không nên vội vàng bỏ học khi còn học tại Harvard. Bill Gates không ghét học tập hay trường học. Thực tế, trong một bài phát biểu tại Harvard, ông bày tỏ sự nhớ tiếc đối với cuộc sống học đường. Lúc bấy giờ, khát vọng khởi nghiệp đã thúc đẩy ông tạm thời rời bỏ giảng đường. Điều ít người biết là Bill Gates có thể quay lại Harvard bất cứ lúc nào để tiếp tục học tập, vì đã được trường chấp thuận cho nghỉ học tạm thời. Những bài học và kinh nghiệm khó khăn từ việc bỏ học để khởi nghiệp đã giúp Bill Gates trưởng thành, và sau này ông khẳng định rằng không ủng hộ việc giới trẻ bỏ học để khởi nghiệp ngay. Thay vào đó, Bill Gates khuyên họ nên đi làm để học hỏi cách thức làm việc của người khác trước, vì mọi thứ không đến quá mức gấp gáp và việc chuẩn bị cơ bản là rất quan trọng. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc sau này. Thói quen số 5. Truyền hình không phải là cuộc sống thực, đó không phải là cuộc đời bạn. Có một nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần xem liền một nửa giờ đồng hồ, các hoạt động trao đổi chất và năng lượng của con người đều sẽ giảm sút. Liệu xem TV có thực sự đáng sợ như vậy không? Có, thậm chí Bill Gates cũng không khuyến khích xem TV. Theo quan điểm của Bill Gates, hầu hết các chương trình trên TV đều là những câu chuyện ảo diễn ra trong một môi trường giả tạo và không phải là cuộc sống thực của chúng ta. Đắm chìm trong những câu chuyện như vậy sẽ lãng phí thời gian, khiến chúng ta suốt ngày sống trong ảo tưởng và không thể nhận ra chính mình. Như vậy chúng ta sẽ mất đi khả năng thành công, đặc biệt là đối với những người thường xuyên xem các bộ phim truyền hình. Họ càng khó đạt được thành tựu trong cuộc sống của mình. Hầu hết các bộ phim truyền hình có ít nhất là 20 tập, nhiều thì đến 70 tập, 80 tập. Xem những bộ phim này giống như nghiện ngập, rất dễ khiến người ta nghiện. Khi ai đó thích một bộ phim, họ sẽ liên tục theo dõi nó, theo diễn biến câu chuyện. Và nếu là phim đang chiếu, họ sẽ chờ đợi thời gian phát sóng của từng tập, thậm chí bỏ qua những việc cần làm để xem phim. Dần dần, họ sẽ hình thành thói quen xem phim đúng giờ và theo thời gian biểu sẽ bị lãng phí một cách không ý thức. Thói quen số 6. Không ai hoàn hảo, chúng ta phải học hỏi điều mới. Bill Gates thừa nhận, ngay cả khi làm việc tại Microsoft, đã từng có nhiều sai lầm, không có ai là hoàn hảo cả. Nhưng Microsoft không về những sai lầm đó mà dừng bước. Ngược lại, sau mỗi lỗi lầm, Microsoft luôn học hỏi bài học và không ngừng tìm tòi những điều mới mẻ. Đây chính là lý do tại sao Microsoft vẫn giữ vững vị thế hàng đầu. Đối với giới trẻ, việc liên tục học hỏi những điều mới là cực kỳ quan trọng. Những điều mới mẻ này phù hợp với xu hướng tất yếu của sự phát triển, sở hữu sức sống mạnh mẽ và triển vọng phát triển lớn. Việc học hỏi những điều mới là quá trình làm giàu cho bản thân, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Bạn nghĩ gì với những lời khuyên và hướng dẫn mà Bill Gates đã đưa ra? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận dưới đây nhé. Và tiếp sau đây là 6 lời khuyên của Bill Gates cho bạn trẻ muốn khởi nghiệp. Lời khuyên số 1. Tập trung vào bản thân mình. Một câu trích dẫn rất phổ biến từ Bill Gates là về việc không so sánh bản thân với người khác, bởi vì khi làm như vậy, bạn thực sự đang phủ nhận bản thân mình. Bill Gates thực sự tin vào việc là chính mình và tập trung vào kỹ năng và sự phát triển của bản thân. Ông nói rằng, chúng ta không phải ai cũng sinh ra với những kỹ năng giống nhau, vậy tại sao chúng ta lại mong đợi thành công giống nhau? Bill Gates đã chia sẻ một giai thoại truyền cảm hứng trên blog của mình về cuộc thảo luận ông có với vài người bạn thân thiết và huyền thoại quần vợt Roger Federer. Bill Gates đã hỏi Roger Federer điều gì diễn ra trong tâm trí anh khi anh đang trên sân và là tay quần vợt giỏi nhất thế giới. Roger Federer đã đưa ra một giải thích đơn giản. Anh ấy nói, nhiều hơn là trò chơi bên ngoài, điều làm nên sự khác biệt cho anh là trò chơi nội tâm. Chúng ta chưa bao giờ thấy Roger Federer ăn mừng một điểm một cách quá lớn hoặc cảm thấy hoàn toàn chán nản
mỗi khi đối thủ giành được điểm, anh ấy đã huấn luyện tâm trí mình để giữ bình tĩnh và tiếp tục nỗ lực không mệt mỏi. Và đó là lý do tại sao anh đã giành được hơn 20 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp của mình. Nhưng không phải tất cả các tay vợt đều chơi trò chơi của họ như vậy, như Rafael Nadal và Carlos Alcaraz đã ăn mừng một cách nổi bật vì điều đó mang lại cho họ sự tự tin và họ cũng thành công không kém. Vì vậy, bạn cần hiểu bản chất của mình trước khi so sánh mình với người khác. Hãy suy nghĩ về điều gì làm tăng tinh thần và tự tin của bạn. Chọn một con đường sự nghiệp giúp bạn phát triển, không phải kéo bạn lùi lại. Bạn có thể không giỏi về số liệu nhưng lại rất giỏi trong thể thao. Vậy nên chọn thể thao làm sự nghiệp thay vì mơ ước trở thành một nhà vật lý. Nhưng dù bạn chọn gì, hãy dốc hết tâm huyết và mồ hôi của mình để biến nó thành hiện thực. Lời khuyên số 2: không phải lúc nào cũng là khoảnh khắc Eureka, khoảnh khắc lóe sáng. Chúng ta đã nghe những câu chuyện về Bill Gates may mắn có máy tính ở trường học khi không trường nào khác có. Chúng ta cũng nghe rằng ông bỏ học Harvard để tập trung vào Microsoft. Tuy nhiên, những gì chúng ta nghe từ người khác rất khác so với những gì chúng ta nghe từ chính người đàn ông này. Nhiều người trong chúng ta đã nghe rằng Bill Gates là người ủng hộ mạnh mẽ việc mạo hiểm lớn để giành chiến thắng lớn, nhưng đó chỉ là nửa câu chuyện. Bill Gates nói trong bài đăng trên blog của mình về một trong những cuốn sách yêu thích của ông là cuốn Where Good Ideas Come From, The Natural History of Innovation của tác giả Steven Johnson. Mặc dù việc bắt đầu Microsoft là một quyết định rất mạo hiểm, nó không phải là quyết định bốc đồng. Bill Gates chia sẻ ví dụ thực tế với YouTube mà ông yêu thích từ cuốn sách này. Nếu YouTube được ra mắt 10 năm sớm hơn, nó sẽ thất bại thảm hại. Lý do lớn nhất là mọi người vẫn sử dụng kết nối chậm, khiến cho việc chia sẻ video gần như không thể. Vì vậy, Internet tốc độ cao là điều kiện tiên quyết cho thành công của YouTube. Do đó, theo Bill Gates, trong khi việc mạo hiểm rất quan trọng, việc có ý tưởng công nghệ sẽ phổ biến nhanh đến mức nào cũng rất cần thiết. Bill Gates và Paul Allen đã làm việc với máy tính mainframe khi còn ở trường trung học, nhưng họ chỉ được phép sử dụng máy tính tại trung tâm máy tính công ty C trong thời gian hạn chế. Tuy nhiên, những đứa trẻ thông minh này đã tìm ra lỗi để tăng thời gian sử dụng máy tính của mình. Khi C phát hiện ra điều này, họ đã cấm sử dụng cơ sở của mình. Nhưng không lâu sau đó, C đã thuê họ trở lại để tìm thêm lỗi nhằm làm cho hệ thống của họ mạnh mẽ hơn. Đó là lúc Bill Gates nhìn thấy cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực máy tính. Những gì bắt đầu như một câu lạc bộ lập trình để kiếm tiền tiêu vặt đã được biến thành Microsoft đầy đủ chức năng mà chúng ta biết ngày nay. Lời khuyên số 3: để thành công, bạn cần có huấn luyện viên. Bill Gates nhấn mạnh rằng để thành công trong cuộc sống và trở nên giàu có, bạn cần một huấn luyện viên, người giúp bạn suy nghĩ, giải quyết những mặc cảm và cho bạn sự can đảm và cảm hứng. Huấn luyện viên của bạn có thể là người bạn biết trong đời thực hoặc ai đó bạn thực sự ngưỡng mộ. Đối với nhiều đứa trẻ của những năm 90, Yika Solin là một tấm gương về thành công bởi vì bà đã vươn lên từ con số 0, trở thành một trong những tác giả được yêu mến nhất của thời đại mình. Tương tự đối với Bill Gates, đó là Robert Heinlein và các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của ông. Thực tế, khoa học viễn tưởng là sở thích chung lớn nhất giữa Bill Gates và Paul Allen, điều đã khiến họ gặp gỡ. Vâng, không phải là điện toán như Bill Gates đã đề cập trong blog của mình về Stranger in a Strange Land của Robert Heinlein. Bill Gates là một đứa trẻ đọc những cuốn sách vì câu chuyện. Paul Allen chỉ lớn hơn 2 tuổi, đã hiểu biết hơn. Ông đã giúp Bill Gates hiểu những cuốn sách này gắn liền chặt chẽ với sự phát triển công nghệ. Paul Allen đã giải thích cách những cuốn sách này truyền cảm hứng cho anh tưởng tượng ra giải pháp cho những vấn đề lớn của thế giới thực mà công nghệ có thể giải quyết.
ngay cả trước khi máy tính cá nhân trở nên phổ biến. Paul Allen đã dự đoán cách máy tính sẽ trở thành một ngành công nghiệp hoàn toàn mới của riêng mình, và đó là cách Bill Gates yêu thích công nghệ từ khi còn rất trẻ, khi những đứa trẻ khác không biết mình muốn làm gì với cuộc đời mình. Vì vậy, theo một cách nào đó, Paul Allen là huấn luyện viên và là nguồn cảm hứng của Bill Gates, và sách của Robert Heinlein trở thành phương tiện huấn luyện. Và nếu bạn cũng đã đọc bất kỳ sách khoa học viễn tưởng nào từ quá khứ, bạn sẽ nhận ra rằng nhiều thiết bị kỳ diệu được đề cập trong những sách đó giờ đây đã trở thành hiện thực. Ví dụ, chúng ta giờ đây có từ điển ngay tại đầu ngón tay và có thể thực hiện các cuộc gọi xa hàng giờ trong vài giây, những điều chỉ có trong truyện khoa học viễn tưởng hàng thập kỷ trước. Vì vậy, cảm hứng có thể đến từ bất kỳ đâu, bạn cần phải luôn tìm kiếm nó. Lời khuyên số 4: bạn không thể làm mọi thứ một mình. Từ khi Microsoft được thành lập cho đến ngày nay, Bill Gates không ngừng nhấn mạnh về sức mạnh của sự hợp tác. Thực tế, Microsoft không khởi đầu trong cô lập. Sau trung học, Paul Allen và Bill Gates đều hướng tới Boston. Bill Gates vào Harvard, trong khi Paul Allen lớn hơn 2 tuổi, đang làm việc ở đó. Bill Gates nhớ lại rõ ràng trong bài đăng blog của mình về kỷ niệm với Paul Allen rằng nếu không có Paul Allen, Microsoft sẽ không bao giờ ra đời. Vào tháng 1 năm 1975, Paul Allen mang về một số sản phẩm của Popular Electronics vì anh muốn cho Bill Gates thấy một máy tính mới mạnh mẽ, MITS Ante 8800, đã được tạo ra bởi một công ty mới ở New Mexico là MITS. Anh ấy nói, nếu họ muốn tham gia vào cuộc cách mạng máy tính, họ sẽ phải hành động nhanh chóng. Đó là lúc Bill Gates và Paul Allen liên hệ với Robert, chủ tịch MITS, thông báo rằng họ đang phát triển Basic cho Ante 8800 để ngay cả những người không chuyên về khoa học cũng có thể sử dụng máy tính dễ dàng. Robert ngay lập tức gọi cho các chàng trai đến New Mexico để trình diễn và thuê họ để tạo mã. Paul Allen đặt tên cho mỗi quan hệ đối tác là Microsoft và đăng ký nó. Tuy nhiên, khi Bill Gates phát hiện ra rằng mã của họ đã bị dò rỉ và được phân phối miễn phí bởi những người trong MITS, anh và Paul Allen đã rời MITS và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Microsoft, nhưng bây giờ họ chỉ còn lại phần mềm, họ cũng cần phần cứng. Đó là lúc mối quan hệ hợp tác với IBM đến cứu giúp, nhưng lần này, Bill Gates và Paul Allen đã khôn ngoan hơn, họ chỉ cấp phép hệ điều hành của mình 86 dot và không bán quyền để họ có thể hợp tác với các công ty khác. Do đó, việc hợp tác với người khác luôn dạy cho Bill Gates những bài học mà trường học không bao giờ dạy được. Đó là lý do tại sao ngày nay Microsoft vẫn hợp tác với các startup có ý tưởng mới nhất để biến chúng thành hiện thực. Lời khuyên số 5: thất bại tốt hơn thành công. Mặc dù tầm quan trọng của sự hợp tác không thể nhấn mạnh đủ, từ lời khuyên trước đây, nó cũng chứa đựng một bài học tinh tế hơn. Nếu bạn hỏi Bill Gates ngày nay, giữa thành công và thất bại, anh sẽ vui vẻ chọn thất bại, không phải vì anh đã chán ngấy thành công của mình, mà bởi vì thất bại đã dạy cho anh nhiều hơn là thành công. Mối quan hệ đối tác thất bại với MITS đã thách thức anh bắt đầu công ty của riêng mình. Nếu không có sự dò rỉ mã, không có Microsoft hay Bill Gates như chúng ta biết hôm nay, anh có thể vẫn đang làm việc cho MITS, chỉ nhận được một phần nhỏ giá trị thực của mình, và anh sẽ không học được rằng mình có thể cấp phép phần mềm thay vì bán nó cho các nhà sản xuất máy tính. Những bài học như vậy đã tạo nên nền tảng của Microsoft và biến nó thành một nhà chơi lớn trong ngành. Biết rõ điều này, Bill Gates khuyên mọi doanh nhân nên đọc sách của Phil Knight, CEO của Nike, đối phó với thất bại. Anh ấy yêu thích cách Phil Knight đã kể một cách thành thật với người đọc về hành trình thực sự đến thành công như thế nào. Nó đầy dẫy thất bại, nhưng cuối cùng, tất cả những gì bạn có thể nói là: lạy Chúa, làm sao tôi ước được sống lại toàn bộ
Lời khuyên số 6. Việc học của bạn không bao giờ nên dừng lại. Các bạn ạ, Bill Gates là tấm gương cho hầu hết mọi doanh nhân mơ ước thành công lớn trong lĩnh vực của họ. Ông nói rằng, việc học có thể đến từ mọi hướng, bạn cần đủ thông minh để nắm bắt nó. Việc học có thể đến từ đối thủ cạnh tranh của bạn hoặc từ những khách hàng không hài lòng. Ví dụ, khi Apple giới thiệu giao diện người dùng iOS, Bill Gates không cố gắng đè bẹp đối thủ, thay vào đó ông đã phát triển Windows để cạnh tranh một cách công bằng. Vào năm 1997, ông thậm chí đã chung tay đầu tư $150 triệu vào Apple để phát triển chung Java. Vì ông không bao giờ coi Apple là đối thủ cạnh tranh, đối với ông, sự phát triển công nghệ luôn đứng đầu và ông coi Apple là một nhà phát minh đồng hành mà ông có thể học hỏi ngay cả ngày nay khi ông là một trong những người giàu nhất hành tinh. Ông vẫn dành 2 tuần mỗi năm chỉ để cập nhật kiến thức đọc của mình. Ông thích học những điều mới, gặp gỡ những người mới và trải nghiệm những điều mới bởi vì ông biết rằng vẫn còn chỗ cho sự cải thiện trong thế giới. Ông tích cực chia sẻ các đề xuất sách và đánh giá riêng trên blog của mình có tên Get Note để những doanh nhân trẻ có thể lấy cảm hứng. Đến đây thì video đã hết. Bạn học được điều gì từ vị tỷ phú này? Hãy comment số 1 xuống phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công!